Trong video này thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vẽ cái cây hông như hình. Thì nó nằm ở trong bài số 5 chủ đề 2 của sách hướng dẫn tin học lớp 4. Đầu tiên các bạn cũng khởi động phần mềm Pen lên. Rồi mình sẽ vẽ như sau. Các bạn sẽ chọn công cụ vẽ hình chữ nhật này. Đó, mình sẽ kéo một đường. Rồi sau đó mình sẽ dùng phím mũi tên mình di chuyển cho nó xích xuống ở đây đi. Rồi mình bấm ra đây. Sau đó các bạn sẽ chọn cái công cụ này. Đó, cái công cụ này đây. Công cụ Polygon. Thì các bạn sẽ bắt đầu, các bạn vẽ bắt đầu từ đây đi. Các bạn sẽ kéo qua. Nó hơi nghiêng quá thì các bạn có thể bấm Undo lại. Mình sẽ cho nó vừa vừa thôi. Tới đây, rồi các bạn buông ra, rồi các bạn bấm ở trên đây. Rồi các bạn bấm ở đây. Rồi các bạn bấm ở cái vị trí đầu tiên mà các bạn xuất phát thì nó sẽ rút lại cái hình, đó là công cụ Polygon. Thì tương tự như vậy mình cũng sử dụng cái công cụ này. Mình bắt đầu mình vẽ từ đây lên, theo như trong sách đó. Đó, các bạn có thể vẽ qua đây. Đó, rồi mình bấm ở đây một cái. Rồi các bạn sẽ bấm qua đây chút xíu. Rồi các bạn bấm vô đây. Tương tự như vậy mình cũng vẫn công cụ này, mình vẽ tiếp tục, mình bắt đầu từ đây. Đó, mình sẽ di chuyển nó qua đây. Nếu các bạn thấy nó xa quá, các bạn có thể undo lại, mình vẽ cho nó sát sát lại. Đó, ví dụ như tới đây. Rồi các bạn bấm lên trên đây. Sau đó các bạn sẽ bấm qua đây. Rồi các bạn bấm ở vị trí bắt đầu. Đó. Tiếp tục mình vẫn chọn công cụ này và mình sẽ bắt đầu từ ở đây. Đó, mình sẽ kéo nó qua đây. Sau đó mình bấm lên đây. Rồi các bạn bấm cái điểm bắt đầu. Như vậy là mình xong cái sườn của cái cây hông. Sau đó các bạn sẽ chọn công cụ hình ngôi sao năm cánh ở đây. Đó, các bạn bo đèn ở đây. Đó. Các bạn có thể dùng phím mũi tên di chuyển lên xuống qua lại. Rồi. Bây giờ mình sẽ lưu lại trước ở đây. Mình bấm vào cái ổ đĩa ở đây. Mình đặt tên là cây thông Noel. Sau đó các bạn sẽ bấm save để lưu lại. Tiếp theo mình sẽ vẽ ở bên trong. Thì các bạn sẽ chọn công cụ vẽ đường thẳng. Và mình chọn cái nét mỏng hơn. Đó, các bạn sẽ bắt đầu vẽ từ đây. Công cụ vẽ đường thẳng thì các bạn vẽ nó dễ rồi. Đó, mình sẽ vẽ như thế này. Đó, tương tự cái thứ hai. Và cái cuối cùng. À, vẫn công cụ đường thẳng đây, mình sẽ vẽ cái bên dưới đây. Nó sẽ bắt đầu từ bên đây qua bên đây. Rồi từ bên mình bấm ra ngoài một cái. Rồi mình từ bên đây. Mình kéo qua. Rồi mình có thể kéo từ đây qua bên đây. Sau đó mình sẽ kéo từ bên bên đây qua bên đây. Đó, và mình có thể kéo từ cái chỗ này lên đây. Rồi, ở đây mình lấy cái cục gươm này, mình xóa cái này đi. Đó, mình xóa cái dư này đi. Sau đó các bạn chọn công cụ vẽ hình tròn. Đó, các bạn bấm hình tròn. Các bạn giữ phím phím Shift. Ở đây mình vẽ một cái hình tròn nhỏ nhỏ ở ngoài đi. Rồi, mình sẽ dùng công cụ Select này nè. Mình bao đen cho nó bự bự lên.
mình bấm copy path, path đây nó bị che mất á, thì mình sẽ dùng bấm vô cái mũi tên tam giác ở đây, mình chọn transparent đó, sau đó mình để đưa vô cho nó lẹ đó. Bây giờ các bạn bấm path đó, giờ các bạn chỉ đưa vô thôi, nó sẽ nhanh hơn nhiều. Mình sẽ bấm path ở đây, mình đưa vô rồi mình cứ thế mình bấm path và mình đưa vô đây. Mình bấm path rồi mình đưa vô đây. Vậy còn dưới cái hình này thì mình bấm bôi đen, bôi nó, mình bấm select, mình bấm delete, xóa đi. Ở dưới đây mình có thể vẽ một cái đường thẳng ở đây cũng được. Đó, mình kéo qua. Rồi sau đó các bạn dùng cái hùng sơn này nè, các bạn chọn màu đen, các bạn đây nó dư ra ngoài quá, mình undo lại. Đó, mình sẽ vẽ lại. Rồi mình dùng cái hùng sơn, mình chọn màu đen và mình đổ vô đây. Đó. Sau đó mình dùng cái công cụ select này. Đó, mình cắt bỏ cái chân đi. Mình bấm delete. Rồi, bây giờ các bạn sẽ lưu lại. Thì như các bạn thấy đây, mình đã vẽ xong cái cây hồng Noel bằng cái phần mềm Paint. Thì nó cũng không có gì là khó lắm, các bạn sử dụng những công cụ có sẵn ở trên phần mềm Paint thôi. Nếu như các bạn có chỗ nào không hiểu thì các bạn hãy để lại trong phần bình luận ở bên dưới video. Mình sẽ cố gắng giải đáp cho các bạn. Cảm ơn các bạn đã xem video.